Thì làm đi, chứ trời. Ngợp, ngợp, thấy ngợp. Wow. Nó hàng không có dốc xuống. Thì là mình bằng ngã nó chứ phải dốc thì xuống nữa. Tông về này, tông về hai, rất rẻ. Mình sợ đúng không, mình sợ đồ cá. Thấy ngợp, cũng sợ đồ cáo mà, nhìn hơi ngợp. Thật rủi ro. Vừa thì có người ngồi xảy đi không, chỗ chứ không có người. Chị tôi chưa chạy đấy nè. Chạy rồi, thì tôi đang chạy rồi. Đang chạy này chơi đến đây. Nhưng mà nhìn hướng này thích hơn nè. Thanh niên này đang đi một mình. Một mình một cabin. Ngồi đây cảm giác như là mình sắp rớt ra ngoài. Thì vậy nó tốt vậy. Thì dòm đuôi dòm xuống này. Đuôi đứng dòm rồi. Thì không ai ta rớt ta rớt người chứ. Ta rớt ta rớt người ta sợ. Bá cái phần trạng. Bá cái phần ngón đúng không? Này khúc này thằng chạy nhanh hơn nè. Thì cả mà cổ đem cái giấy nó chuyên. Cái giấy thằng coi thằng máy cũng cầm cái giấy mà ba. Cái giấy luôn. Cái đấy cả cái giấy đấy luôn. Ừ, cả cái cạp đang mắc trong cạp trong giấy cổ đen luôn. Đúng rồi, còn cái là thằng cứ khúc này đi nhanh hơn này. Ngồi chỗ này nó ngon luôn. Ba cứ ghé ta con nha, chỉ là nó bắt đầu bắt đầu. Xấu hổ, biết ta còn rẻn. Biết ta còn rẻn. Ta sợ cái đi lắc qua lắc lại hay đi. Ta lấy nó trong muốn phải. Ta lấy nó khóc khóc ta. Trong muốn không. Ba mình vàng bực quá cái nó. Lại một thanh niên 75 tuổi rẻn. Muốn tứ có chi đâu. Một rừng đột quyến lúc này. Wow. Giống như kiểu phải giữ hoa đào. Wow. Quá trời đột quyến. Chi nữa? Gì? Cóc đụng ra cóc. Cóc đó, một cây cóc. Đưa cho cái đoàn nếu mà đi xuống đây bắt ruộng đấy không gan đấy chứ. Cọc rừng. Lại là cọc rừng. Có rừng mà. Rồi, tới nơi. Đạt tới nơi. Về với đất mẹ yêu thương. Đi ra mau lên cần người ta nhuộc lại. Thì cuối thời điểm nó chạy về đầu đất là đúng. Chứ mà tụng tái chứ cái gì. Thank you.